Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Dating the Gamer, được chưa? Bây giờ thì đổi gió một chút nha. Thì hôm qua thì có thằng em mình nó giới thiệu mình game tên là God of Weapon. Thì lý do là mình cũng không biết đâu anh em ạ. Bạn bảo là game này của người Việt Nam làm, và sau đó thì mình check trên Steam ấy thì rất là nhiều đánh giá gọi là tích cực. Và thời gian gần đây những anh em nào chơi á, thì lại đánh giá gọi là khá tích cực. Có nghĩa là đánh giá rất là tốt á. Theo mình là một tựa game rất là tốt và game Việt Nam nữa anh em, được chưa? Và có hơn 2.000 người đánh giá tích cực và giá của nó đang là 60k. Rất là rẻ, được chưa anh em? Bây giờ trước tiên á, để test một game của người Việt Nam làm thì mình sẽ có một cái tiêu chí rất là đơn giản thôi. Mình sẽ option nha anh em. Sau mình xem có tiếng Việt không? Có tiếng Việt hay không là 10 điểm rồi. Giờ nha. Qua nè. Nhật Bản nè. Nga nè. Trung Quốc 1 nè, Trung Quốc 2 nè. Đức nè. Việt Nam. Ui có Việt Nam, có Việt Nam mừng quá. Ôi cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cuộc đời. Trời ơi, à, trước mình có mấy con game mà review xong, nó nói game Việt Nam xong rồi mình thấy không có tiếng Việt anh em mà giỏi thật sự luôn. Ú, game mình chơi sao? À, chọn nhân vật à. Chọn nhân vật, ú, Raven này. Đấy. Ru, 5 sát thương mỗi món vũ khí túi đồ, tốc độ di chuyển. Wow, được á, được á. Wow, ú, vậy mình có thể chọn vũ khí nè. Vật khẩm khởi đầu, vũ khí, sát thương 7, 8, tốc độ 0.7, tốc độ 0.8, tốc độ... Ui nhìn cái lưỡi hái ngộ em. Dao găm được á. Độ khó. Ok. Hình ảnh đẹp quá anh em. Ú. Rồi. Chúng ta đi thôi. Wow, thì là cái game này nó kiểu hơi 3D mà nhìn kiểu thiết kế đẹp quá nha anh em. Nhìn đẹp phết nha. Ủa gì đây? Kho vũ khí. À nó mở cái chế độ bên này hả? Vậy là bên này mới đúng à. Rồi. Rồi vậy là game này là game chơi theo kiểu roguelike anh em nhá. Nó tự động đánh nè. Mình sẽ né chiêu và sau đó cho những cái vũ khí của nó hoạt động thôi. Thuộc thể loại game gọi là roguelike dungeon anh em nhé. Chơi khá mượt mà nha. Mặc dù hình ảnh 3D nhưng mà cảm thấy mượt, không có lắc cho lắm. Không có kiểu giống như là hoạt ảnh nó bị lỏ anh em. Kiểu vậy. Xong màn. Qua tầng. À rồi, đây rồi, hiểu rồi anh em. Game này thì nó chơi theo kiểu không phải là chơi theo kiểu của Battle nhưng mà kiểu như là cái kiểu cơ chế và sắp xếp vũ khí nó cũng tương tự anh em. Vậy là mỗi đồ nó sẽ có một cái kích thước nhất định đúng không? Mình mua này được không? Đây nè, được không ta? Auto mua. Đây. Mua được chưa? À cái này là nâng cấp lên nữa hả? Đây mình phải kéo vô nè, đấy. Được thêm con dao găm nữa cho ngầu. Và cái con nhân vật này thì mỗi cái vũ khí nó được cộng theo sát thương anh em, nên là mình sẽ sắp xếp càng nhiều vũ khí càng tốt. Quá hợp lý. Rồi, tầng tiếp theo nè. Khá là hay á anh em ạ. Hèn gì mấy anh em Việt Nam giờ này chơi nhiều xong rồi bảo. Thực ra là từ game này mình cũng nhìn thấy rồi. Nhưng mà lúc đó mình không biết game này của Việt Nam anh em ạ. Với lại giá của nó cũng phải chăng ha, 6,000 là cũng đơn giản thôi. Tính ở Việt Nam thì toàn 2 tô bún thôi ha. Có nơi tô bún tô phở 60.000 anh em ạ. À. Bằng tô bún tô phở thôi. Nên nếu mà anh em nào mà thấy game hay thì mua ủng hộ đi. Mình rất là đánh giá cao những anh em Việt Nam làm game. Hoặc là nói chung là tập đoàn hay là công ty gì cũng được, indie gì cũng được. Làm có tiếng Việt cái là được rồi. Với lại đừng có bay to win, đừng có nạp tiền nhiều quá. Hồi trước mình có nhận một số game dạng giống như là nông trại có, game roguelike có, nhưng mà game chưa gì đã thấy nạp tiền à. Hơi nản anh em. Nói chung là mình kỳ thị lắm anh em thiệt. Biết là làm phải có tiền nhưng mà kiểu chất lượng game chưa tới mà làm bực kiếm tiền, đột kiếm tiền các kiểu nghe kỳ kỳ thiệt, khó chịu. Nên là mình đánh giá cao những từ game mà dạng indie như thế này này nọ các kiểu. Ok. Tốc độ di chuyển nè. Ố, âm một giáp. Bây giờ mình phải bấm một cái bắt cái hả? Một cái hả? À vậy là nó sẽ hiển thị cái đồ của mình kích thước như nào hả? Bấm vào. Ủa này có một ô mà. Đây mình lên đây nè. Đấy. Được chưa? Một ô này. Kính trồng một mắt này. 33 gold nè. Một gold không được. Cái này cái gì đây? Sức mạnh cận chiến nè. À, sức mạnh cận chiến. Mình đang chơi cận chiến mà. Cái rìu. Rìu nhìn ác chiến nha. Không đủ tiền. Với lại anh em cơ chế nó giống như kiểu Battle. Anh em có thể xoay cái cây vũ khí ngang qua dọc. Nói chung là sắp xếp ở đây. Đó vừa có kết hợp với lại cơ chế gọi là xếp hình. À, chúng ta có thể chơi chung với lại cơ chế xếp hình. Đấy. Rồi ba cây phi tiêu. Ba cây dao găm này.
Nhân vật là chắc chắn là nữ rồi nha anh em nha. Nhìn rất là giòn nha anh em. Nè, nhìn là nữ chắc luôn. Đúng không ta? Ui, nữ nè, nữ. Rogue nữ à. Mặc dù là mặc đồ kín mít nhưng mà nhìn khá là nột nha. Đánh giá cao nhân vật, cái người tạo ra nhân vật này nha anh em. Anh em nào mà làm game này mà thấy mình đang chơi thì mình xin thông báo là cái con nhân vật này nó quá hấp dẫn nha. Quá đẹp. Tuyệt vời. Búp dập luôn. Ồ, bây giờ là mình ví dụ như là lên cấp đổi lại, bấm space là đổi lại đúng không? Mình có thể mở thêm ô này. Ủa nhưng mà tiền của mình nó không có trừ ta. Mình ví dụ như mình mở thêm ô thế này nó không trừ à. À, mỗi cái map xong là nó cho mình mở ra anh em nhé. Cái mở không tính tiền. Á, à, ngu vậy. Nãy giờ vậy mà không biết. Cái này nó sẽ có hai dạng. Cái gậy gì mà sao. Ủa cái kính à. Ủa hồ tưởng đâu cái gậy gì mà gậy SM chứ. Một cái dao găm này. Dao găm đen. Là làm sao mình lắc qua nhỉ? Ờ mình có thể khóa lại cho màn sau nữa nè. Wow. Rồi mình có thể bỏ cái dao găm này vào đây. Đấy. Mình có thể bỏ này xuống đây. Bỏ này qua đây. Ok. Rồi. Còn 66 tiền làm gì ta? Ủa cái gì đấy, cái gì đấy? Cái này thì nó phải có một hình chữ L ngược anh em ạ. Chưa được. Ồ vậy là phải có kỹ nghệ xếp hình nữa anh em nhé. Phải biết xếp hình nữa. Chúng ta phải biết xếp hình nữa thì mới được. Ồ, nếu mà bỏ cái cây này qua đây chắc chúng ta xếp được. Xếp được không? Ồ, đây, xếp được này, chúng ta xếp được. Chúng ta có lòng tin là chúng ta sẽ xếp được. Đây. Đủ tiền mua không nè? Dễ. Tiếp tục anh em. Màn kế tiếp thôi. Wow. Mạnh hơn nhiều anh em. Vậy là số lượng vũ khí mình vừa tận cộng sát thương. Ủa có hút máu nữa anh em ạ. À. Nãy mình không đọc hình như cái lưỡi hái nó có hút máu nữa. Ủa quá càng lúc càng nhiều rồi. Đúng là một dạng kiểu rau lai nhưng mà họ sáng tạo hơn nhiều anh em. Cả thì mà mặt hình ảnh cũng như là kiểu như là lối chơi. Khá thú vị nha anh em. Mình đánh giá rất là cao cái con game này. Và thật sự là rất tự hào khi có một anh em người nói chung là có bắt đầu. Tương lai sẽ có rất là nhiều team Việt Nam làm game các kiểu như thế này. Rất là hay. Và mình không có phải là chê những cái game kinh dị. Nhưng mà kiểu như là ước gì game nó có nhiều thể loại hơn. Anh em Việt Nam nhiều nhiều thể loại hơn. Ví dụ như game hoa này nọ đó ha. Hay là game nông trại giống như cái game game gì trước mình review. Nhưng mà game đó là không có tiếng Việt. Nó hơi kỳ. Đấy. Còn lại thì mình thấy là rất là tự hào khi mà nó càng ngày nó càng có nhiều từ game hay như thế này. Được chưa anh em? Game này chơi khá là phê á. Mình build thêm đồ vô nè. Mình có thể, ủa mình không có được nâng cấp những cái khác nha. Tiền nó chỉ có mua vũ khí nha. Đây mình có thể mở mát là một cái rương đồ luôn này anh em. Đấy, bây giờ mình đến tầng tiếp theo và mình chơi tiếp thôi. Có lẽ là sau khi kết thúc cái màn này thì mình sẽ nghỉ thôi anh em mà. Mình sẽ trải nghiệm nó. Nếu mà anh em yêu thích thì mình có thể livestream và chơi cho một số buổi livestream nào đó ha anh em ha. Và game này thì mình đánh giá là anh em thực sự anh em nên chơi để ủng hộ á. Không những là nó là gốc là game Việt Nam mà nó còn hay nữa anh em nhé. Thật sự cố gắng né chiêu hút à, có kinh nghiệm ở dưới này nãy mà đi mình đã né kinh nghiệm nè. Bây giờ mình có chút hút máu hay gì đó lên mình cũng yên tâm rồi, không sao rồi. Chơi né né chút. Cái bối cảnh và cái góc nhìn của game mình thật sự là cảm thấy rất là dễ chịu anh em. Mặc dù anh em biết là mình chơi game 3D thời gian gần đây là nó bị kiểu hơi chóng mặt á, buồn nôn, nhưng mà đối với mình thấy cái con game này nó rất là dễ chịu, nó không có chóng mặt nhiều. Nghĩa là không có cái POV, cái góc tầm nhìn mà xa trong rộng là nọ hoặc là zoom tới zoom lui á, nó làm cho mình dễ chịu hơn. Được chưa nè. Rồi thì chắc là mình chỉ review sương sương vậy thôi. Anh em nào thích thì có thể tải về từ Steam nhé nè. Giá khoảng 60.000 thôi. Chứ mình những cái game của Việt Nam thì thông thường mình sẽ không có đăng. Tại vì không làm lậu rồi cái kiểu anh em. Tội anh em Việt Nam ha. Còn những game khác thì ví dụ như mà thành công có nhiều doanh thu thì thường là mình sẽ đăng kín kín thôi. Được chưa. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em các video sau nha. Còn cái team nào mà làm game này thì mình nói thật sự là bạn làm game rất là tốt, chơi hay anh em ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi, bye bye.